everyone, how are you doing today? I'm Lan from Talk to Miss Lan and I'm very happy to see you guys again today. And in today's video, I'm going to teach you how to use the present simple tense. Xin chào các bạn và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh. Thì hiện tại đơn nó phổ biến đến nỗi tất cả những thì khác các bạn đều nói thành thì hiện tại đơn hết. Và cái điều đó mới gây cho cái thì này nó xảy ra vấn đề. Chứ bản chất của thì hiện tại đơn thì rất là đơn giản. Thế thì cái vấn đề đó nó nằm ở chỗ nào thì chúng ta cùng xem cách sử dụng thì hiện tại đơn nhé. So, trong tiếng Anh thì hiện tại đơn có lẽ là khi các bạn tham khảo những sách dạy ngữ pháp cũng như là từ thầy cô của mình thì cũng đã từng nghe qua. Thứ nhất, thì hiện tại đơn chúng ta nói về những cái sự thật hiển nhiên. Ví dụ như chúng ta có là The sun rises from the east. Mặt trời mọc ở hướng đông. Hiển nhiên đúng không? Chúng ta không thể nào thay đổi những cái sự thật đó được. Tạo hóa nó là như vậy rồi thì chúng ta gọi là sự thật hiển nhiên. A repeated actions, tức nghĩa là những hành động lặp đi lặp lại. Chúng ta có là I get up at 6 o'clock in the morning. Nó nói về cái thói quen, chẳng hạn hôm nay tôi thức dậy lúc 6 giờ. Sau đó là một cái hành động lặp đi lặp lại thường ngày, là một cái sự thật. Thứ ba đó là feelings. Feelings là cái cảm giác. Ví dụ như tôi có câu là I am happy. Và cách thứ tư là nói cái suy nghĩ của mình, thoughts. I think she's beautiful. Thế thì khi các bạn nói tiếng Anh thì các bạn có nghĩ tới những cái công thức là a, tôi chuẩn bị nói về sự thật hiển nhiên là tôi phải dùng cái thì hiện tại đơn. Các bạn nghĩ là mình thuộc những cái này trước hay là mình sẽ nói bằng cái cảm xúc của mình trước? Tôi để trái tim ở đây. Thế thì cái cảm xúc con người nó đi trước và nó làm cho người ta sử dụng cái cấu trúc và ngữ pháp để tạo ra cái lời nói. Có lẽ là chúng ta đã học ngược rồi. Chúng ta lại học và từ những cái công thức này rồi chúng ta mới suy ra những cái câu này. Nó cũng giống như là khi các bạn hỏi một cái người nước ngoài là khi nào sử dụng thì hiện tại đơn thì họ đã vô tình bằng cái cảm xúc của họ nói ra những cái câu này rồi. Khi mà các bạn hỏi thì họ mới nghĩ a, khi mà họ nói về facts, khi mà họ nói repeated action, khi họ nói về feelings, khi họ nói về thought. Vì những cái này nó cũng giống như những cái công thức toán học vậy đó. Các bạn phải nhớ sử dụng như thế nào thì có lẽ là chúng ta chỉ sử dụng được cho cái phần mà học ngữ pháp thôi. Còn cái phần nói á, thì các bạn phải làm quen với cái việc là chúng ta phải sử dụng nói bằng cái cảm xúc của mình và cảm xúc xuất phát từ trái tim. Thế thì cái cảm xúc chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào khi chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn? Xin mời các bạn phân biệt giùm tôi fact với lại truth. Fact tức nghĩa là cái sự thật hiển nhiên. Trong ví dụ là the sun rises from the east. Mặt trời mọc ở hướng đông. Mặt trời có mọc ở hướng tây được không? Đương nhiên không có, đúng không? Là một cái sự thật hiển nhiên chúng ta không thể nào thay đổi được. A fact and a truth nó khác nhau chỗ nào? Facts luôn luôn là truths, nhưng mà truths không phải lúc nào cũng là facts. Tôi lấy ví dụ nước sôi 100 độ C, the water boils at 100 degrees Celsius. It is a fact. It is also a truth. The sun rises from the east. It is a fact and it is also a truth. Okay? I'm telling you the truth. I get up at 6 o'clock in the morning. Is it a truth? Yes, it is a truth. But it is not a fact. Because today, I get up at 6 o'clock. But maybe the next 3 months, I will get up at 7 o'clock. Okay? So a truth là một cái sự thật. Có thể là nó chỉ đúng ở một trong một cái thời điểm cố định nào đó thôi, chứ nó không phải là một cái sự thật vĩnh cửu. Đó là cái sự khác nhau giữa a fact and a truth. Tất cả những cái sự thật hiển nhiên đều là sự thật, nhưng mà những cái sự thật đúng tại thời điểm hiện tại chưa chắc nó là facts. Các bạn xem giùm tôi, khi mà chúng ta nói facts là những sự thật hiển nhiên. The sun rises from the east. Repeated actions, những hành động lặp đi lặp lại. I get up at 6 o'clock. Khi mà các bạn nói cái câu này thì các bạn có cái cảm giác như thế nào? Các bạn có cảm giác là các bạn muốn nói cho người ta biết, you want to tell về một cái sự thật không? Truth. You want to tell the truth that now you get up at 6 o'clock. Và cái sự thật này nó không phải là một cái sự thật vĩnh cửu. Có thể là các bạn sẽ thay đổi cái giờ các bạn thích. Nhưng khi các bạn nói cái điều này, các bạn có cái cảm giác cho người ta biết là à, tôi thức dậy 6 giờ. Các bạn muốn nói cái sự thật, đúng không? Feelings, I'm happy. Nó được xét vào cái mục là nói về cái cảm giác I'm happy.
Nhưng mà có phải là khi các bạn nói cái câu này là chúng ta lại có cái cảm xúc là tôi muốn nói cho bạn biết một sự thật là tôi rất là vui. You want to tell the truth that you are very happy. This is also about the truth. Okay? So let's take a look at thoughts. Thế còn thoughts, những cái suy nghĩ thì như thế nào? Câu này thì chúng ta có là I think she's beautiful. Nó bị suy nghĩ đúng không? Nếu như học một cách ngữ pháp thì các bạn nói có cái từ think. Thì khi nói về suy nghĩ thì sao think, nhớ sử dụng thì hiện tại đơn nha. Cái cách đó là cái cách rất là máy móc, giống như chúng ta phân tích công thức toán học vậy đó. Nhưng mà tôi muốn các bạn sử dụng tiếng Anh bằng cái cảm xúc. Có phải là các bạn suy nghĩ cô gái đó đẹp? Các bạn nghĩ cô gái đó đẹp nhưng mà chưa chắc cô gái đó đẹp với người khác. Ok, đó là nói về cái niềm tin là you believe, you think that she's beautiful. Nhưng mà người khác không phải lúc nào cũng think she's beautiful. Nhưng mà khi mà các bạn nói cái câu này, có phải là các bạn cũng nói về một cái sự thật mà các bạn tin là người con gái đó đẹp, nó vẫn là sự thật. Một câu trong tiếng Anh muốn có nghĩa thì lúc nào nó cũng có chủ từ và động từ. Thì hiện tại đơn có công thức là chủ từ cộng động từ thôi. Nó đơn giản như vậy đó. Không có thêm in hay gì hết. Hoặc là không có thêm his, health hay là những cái thị phức tạp khác mà chúng ta sẽ học trong tương lai. Nó khó ở chỗ là nếu như chủ từ là ngôi thứ ba số ít thì động từ chúng ta phải thêm s, es. Thêm s, es thì nó cũng đơn giản, nhưng cái vấn đề là về phần phát âm. Và tôi có làm cho các bạn một đoạn video dài về cách phát âm rồi. Các bạn có thể xem cái đoạn video đó. Các bạn thấy chủ từ the sun thì nó cũng thuộc ngôi thứ ba là ngôi it, đúng không? Động từ rise, chúng ta thêm s, rises from the east. Chúng ta viết khác thì chúng ta đọc cũng khác. Nhưng mà những cái chủ từ khác nó bắt đầu bằng ngôi I thì động từ giữ nguyên, không có thêm gì hết. Động từ to be ở dạng nguyên mẫu là am. Thì nó đơn giản ở chỗ là chỉ có chủ từ cộng động từ thôi. Nhưng mà các bạn phải hiểu được khi chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn, cái cảm xúc của chúng ta, các bạn đừng có nhớ là sử dụng là nói về facts, nói về repeated actions, nói về feelings, nói về thoughts. Khi bạn sử dụng thì hiện tại đơn là khi chúng ta có cảm xúc, chúng ta muốn biết về một sự thật, có thể là sự thật hiển nhiên hoặc là một cái sự thật đúng tại thời điểm hiện tại. Tôi lấy ví dụ, tôi hỏi bạn, tôi muốn biết bạn thức dậy lúc mấy giờ. What time do you get up? Khi tôi hỏi câu này tôi sử dụng thì hiện tại đơn. What time do you get up? Tôi sử dụng hiện tại đơn tại vì tôi muốn biết về cái sự thật mấy giờ bạn thức dậy vậy. Bạn trả lời cho tôi biết về sự thật. You tell me the truth. Oh, I get up at 6 o'clock in the morning. Các bạn có cảm xúc nói cho tôi biết về sự thật. Tôi thấy các bạn vui quá, tôi mới hỏi are you happy? Tôi biết về sự thật là bạn có vui không? Are you happy? Bạn nói cho tôi nghe về sự thật. You tell me the truth. Oh yes, I'm very happy. Ok. Tôi hỏi bạn là bạn có nghĩ cô ta đẹp không? Tại vì tôi muốn biết về sự thật là bạn nghĩ như thế nào. The truth. Do you think she's beautiful? Bạn nói cho tôi nghe về sự thật mà bạn suy nghĩ. Là sự thật đúng về thời điểm hiện tại nha. Còn fact là sự thật hiển nhiên. Bạn nói cho tôi biết là yes, I think she's beautiful. Thì hiện tại đơn chỉ đơn giản là như vậy thôi. Tôi muốn các bạn sử dụng tiếng Anh bằng cái cảm xúc nó đến từ trái tim. Khi các bạn muốn nói, các bạn mắc nói thì đương nhiên cái cảm xúc nó sẽ đến trước. Chứ không phải những cái công thức này nó đến trước. Ví dụ như các bạn học tiếng Anh đúng không? Tôi hỏi các bạn, tôi muốn biết về sự thật nè. Tôi muốn biết các bạn về sự thật, tôi hỏi là có nói tiếng Pháp được không? Tôi hỏi, do you speak French? Bạn nói cho tôi nghe về sự thật. Bạn nói, no, I don't. I speak English. Không, không có nói tiếng Pháp, nói tiếng Anh hà. Ok? Lúc đó thì hiện tại đơn nó được diễn tả một cách rất là tự nhiên. Tôi biết là bạn hay go to the cinema, hay đi coi phim. Thì tôi mới hỏi là, tôi muốn biết về sự thật là thường đi coi phim, cái mật độ thường xuyên đi như thế nào? How often do you go to the cinema? Oh, bạn nghe cái câu hỏi của tôi tại vì tôi đang muốn biết về sự thật mà. Bạn nói cho tôi nghe về sự thật. Oh, I go to the cinema twice a month. Đi coi phim một tháng hai lần. Alright, được chưa?
Và thì hiện tại đơn chỉ có là như vậy thôi. Nhưng mà các bạn chú ý, lúc nào nó cũng bắt đầu bằng một chủ từ và một động từ. Và nếu như các bạn làm được điều này thì hiện tại đơn rất đơn giản. Chúng ta cảm nhận, nói về sự thật. Muốn biết về sự thật, đặt câu hỏi. Muốn nói về sự thật, nói cái câu trả lời, sử dụng hiện tại đơn. Và các bạn thấy, tại sao thì hiện tại đơn nó lại phổ biến đến như vậy? Có phải là trong cái cách sử dụng tiếng Anh, các bạn nói cho người ta nghe rất nhiều sự thật về bạn đúng không? Nào là về giới thiệu về bản thân, hay là khi các bạn đi xin việc làm phỏng vấn, người ta cũng biết, muốn biết sự thật về các bạn nói cho người ta sự thật. Các bạn coi đi, những cái câu hỏi phỏng vấn thường nó đều xuất hiện ở thì hiện tại đơn. My name is Lane, I'm a teacher, I teach English, I... gì đó. It's all about the truth, okay? Nó đều là sự thật hết. Cũng như là các bạn nói về gia đình của các bạn nè, bạn học cùng lớp của các bạn nè, hometown của các bạn nè, rồi về mô tả một bức tranh nè. Đó, có phải tất cả những cái đó nó đều nói về sự thật hết không? Và nếu như trong một cái quá trình học tiếng Anh á, những cái nhà dạy ngôn ngữ người ta sẽ xếp vào cái chương trình thấp nhất, tại vì nó sẽ đi từ hiện tại và sau đó thì cái mức độ sử dụng cảm xúc của các bạn nó sẽ thay đổi. Từ đó chúng ta sẽ sử dụng quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên các bạn học được mới có tới hiện tại đơn thôi là các bạn có thể là nghỉ học rồi, không tiếp tục nữa. Chính vì vậy mà chúng ta bị nhầm lẫn cái cách sử dụng tất cả các thì là hiện tại đơn hết. Tại vì khi các bạn sử dụng, các bạn không có cái sự liên kết về cảm xúc. Bây giờ các bạn bình tĩnh lại. Mỗi cảm xúc là một sự liên kết chặt chẽ khi chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ đó. Và tóm lại thì hiện tại đơn chúng ta sử dụng khi các bạn muốn biết về một sự thật hiển nhiên hoặc là một sự thật đúng trong thời điểm hiện tại ở một cái giai đoạn nhất định. So that's it. I hope that you find the video helpful. And don't forget to subscribe my video. Give me a thumbs up and share the video if you think that is helpful. And I will see you guys in the next video. Bye!